Đó, cái vườn của anh Dũng bữa nay bà con thấy thôi, bông nó ra rồi thôi, quá ok luôn. Hầu như nó ra 100% luôn. Đó, những cái bông nè, bà con thấy nè. Đó, những cái bông nè, nó chào bá lửa luôn nè. Đó, nhưng mà nó rất là sáng nha bà con ha. Xuống bông rất là sáng luôn. Đây. Đi, đi luôn á. Đây bà con thấy nè. Đó, dặn bông gì nè. Mà nó chỗ ra một cái trái thôi thì bà con thấy nó ok cỡ nào ha. Đây. Ồ, bông nào bông nấy, hết thùng chằng bông luôn rồi bà con ơi. Đó thì đây là những cái bông mà kia làm xử lý bông mùa nghịch cho chỗ anh Dũng nè. Bữa nay phải anh Dũng? Phải anh. Dạ. Bữa nay bông nó ra gì ok ha. Dạ. Đó bà con thấy nè, bông nó ra hầu như là 100% luôn, cây nào cũng gai gan hết trơn bà con ơi. Đó. Đó, đây. Cái này tầm tầm khoảng tuần nữa thôi bà con ha. Một tuần nữa thôi thì này, trái nó xuống hết trơn luôn rồi bà con. Đó, trái nó xuống rất là nhanh. Đó thì bà con thấy nè. Đó, dặn bông nè. Đó. Thì Kia cũng mới vừa cho anh Dũng tưới cái xô mát Isturen. Đó thì một xô đó thì tổng 4 kg Hubit nè bà con. Đó, thì tưới được 350 gốc đó bà con. Đó. 350 gốc. Đó bà con thấy nè, những cái bông nè, cái búp nè. Ôi ôi nó mọc rồi nè, hết hồn luôn nè. Ôi ôi cái trái trên kia nó gai trước kìa, nó đẹp. Đẹp quá đẹp luôn. Đó, chằng bông này nè, bà con thấy. Đó. Hầu như là 100% luôn, cây nào cũng y gan cây đó luôn đó bà con. Đó, đây. Đó chằng bông là bà con khỏi chê ha. Đó, chắc ăn như bắp luôn rồi nè. Đó. Đó. Đây là anh Dũng. Đó, anh Dũng mình nè bà con nè. Đó, một ngày đi vườn nhờ mấy lần anh Dũng? Tối ngày luôn. Tối ngày luôn. Nói chung là bông nó ra gì ảnh rất là mê luôn bà con. Đó, ảnh thời gian rảnh là ảnh đi ra ảnh chăm chút cái mít cắt tỉa đó, tối ngày luôn. Đó bà con thấy ha. Đó, trái bắt đầu nó xuống rồi, nó xuống gì có này rất là nhiều rồi. Đó, ok hết hả bà con ơi. Thôi thì cái giai đoạn này nè bà con. Cái giai đoạn này thì bà con cần là bón cái dinh dưỡng cho kia tưới cái xô mát Isturen cộng cái humic gia băng đó ha. Đồng thời nữa là gì bà con mà xơ đen cho kia luôn ha, đi hạn chế cái xơ đen. Mít ruột đỏ xơ đen cũng khá là nhiều, nếu mà bà con mà quản lý không tốt, bằng quản lý không chặt ha, thì cái tỷ lệ xơ đen nó cao lắm. Cho nên bà con lưu ý cho kia ở cái giai đoạn mà nó vừa xả nhị ha, nó vừa xả nhị thì bà con phun ngừa cho kia là ok rồi. Mít ruột đỏ thì rất là có giá. Đến ngày hôm nay ha, là bữa mấy mình cũng quên, bữa nay mấy tay anh Dũng nhớ không? Tay hả? Dạ. Tay dạ, không nhớ. Đó, bữa nay biết ngày mấy kia đi làm cũng không biết ngày luôn rồi con. Hầu như là lái báo là hầu như là 70.000 kg bà con ơi. 70.000 kg. Đó thì bà con thấy nếu mà cái trái mít của chúng ta là 12-13 kg đi. Nói thí dụ đi ha, mà nó bị sơ đen gọn cái thì thôi. Đó, thì chúng ta bắt biết nhiều tiền rồi, cho nên là quý con lưu ý cho kia ở cái giai đoạn này ha. Giai đoạn này là giai đoạn mà cực trọng mà chúng ta để ngăn ngừa, để quản lý cái sơ đen đó. Đồng thời nữa là cho trái cho nó lớn cho nó đẹp đó. Đó, quá tuyệt vời. Thôi đi tiếp tục anh Dũng ơi. Ôi ôi nó gà hết hồn, cây nào cây nấy thì bà con thấy là khổ chê luôn. Gà mấy chục bông không. Nhưng mà cây này cái tỷ lệ để trái thì kia cũng dự kiến cho chỗ anh Dũng là tầm tầm đâu đó thì cũng tầm 6-7 trái, cây bự để 8 trái, 9 trái. Đó, như cây này thì chắc là có 3 trái, 4 trái nè bà con. Đó, cây này có 3 trái, 4 trái, cây này nó hơi nhỏ hơn tí. Đó. Đó, còn cây bên đây chắc có 8 trái nè. Cái gốc quá trời to luôn nè. Đó. Những cái bông quá ưu tú, quá tuyệt vời luôn. Đó. Đó thì trên màn hình Kia có để lại hai số điện thoại để hai bà con ha. Mà quan tâm thì bà con hay gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Đó thì Kia cũng tư vấn chia sẻ cho bà con cũng như là tiện đường Kia đi công tác bà con. Kia cũng ghé vườn như thế này để chia sẻ cho bà con chúng ta cái cách mà chúng ta xử lý bông, xử lý trái mùa nghịch ha, để cho nó đạt hiệu quả. Nó đem lại một cái kết quả tốt nhất cũng như là cái nguồn thu nhập tốt nhất cho chủ nhà vườn mình hay bà con ha. Đó. Thì Kia tư vấn là hoàn toàn miễn phí ha bà con ha, nói chung là không có tính phí, cho nên là bà con đừng có ngần ngại, bà con hãy nhắc điện thoại lên, đó, bà con hãy gọi cho Kia, đó. Thì bắt đầu là gì, là Kia đã sắp xếp cái lịch, đó, hẹn với bà con, đó, thì Kia đến vườn bà con thôi, đó, cùng bà con ta chăm sóc vườn ha.
đó, tiếp tục rồi bà con, đi tiếp tục qua bên kia đó. Trái dữ lắm trái bà con ơi, dữ lắm, bông luôn, bông 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 nó ra mà dắt này. Kia muốn muốn đói bụng mà kia thấy mấy cái bông này thôi hết đói bụng luôn bà con ơi, quá trời tuyệt vời luôn. Đó bà con thấy nè, ok luôn ha, bông nào bụng nấy thôi chào bá lửa luôn. Đây to rồi cái bông này, dàn bông này nè, hết hồng dàn bông rồi luôn rồi nè. Đó con thấy đây là ok luôn, ngon lành cành đào. Ôi ơi cái này nữa, ôi hết hồng luôn nè. Con thấy nè, bút bông nè, ôi cái bông nó bự cái này nè bà con, quá trời cái bông bự luôn. Đó thì cái kia cũng dẫn cho phun, phun là cái amonocombi đó, với cái nuôi mít nhỏ đó. Thì cái bông này thì có trái nó ra nhỏ, còn cộng amonocombi với nuôi mít nhỏ là con kia cho kia ha. Đó thì bà con phun ướt đều hết cái bông để cho bông ta hấp thu được dinh dưỡng, đồng thời nữa là để cho khi mà nó trổ ra để cho nó đẹp. Đây bà con thấy nó trổ ra nó cực kỳ nó đẹp này đúng không? Đó, quá đẹp luôn ha bà con ha. Đó, tuyệt vời, ngon lành cành đào luôn nè. Đó thì thôi video này Kia cũng đi đến cái vườn của anh Dũng ở Bình Tân Vĩnh Long, thì cũng có ghi hình lại ha, chia sẻ cho bà con chúng ta cái kết quả mà Kia cùng anh Dũng chúng ta xử lý bông mùa nghịch trên cái mít mít ruột đỏ sơ vàng ấn đô lá bầu bà con ha. Đó thì Kia xin tạm thúc giáo đây và hẹn quý con lại một cái giao tiếp theo vào 18 giờ 30 phút hàng ngày quý con nha.